Hello, thầy xin chào tất cả các bạn học sinh 2K7 tỉnh Thanh Hóa. Thầy xin chúc mừng các bạn vừa mới hoàn thành xong bài thi thứ hai trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Đó là bài thi môn tiếng Anh thi vào buổi chiều ngày hôm nay, ngày 17 tháng 6 năm 2022. Ngay bây giờ thầy giáo xin giới thiệu với các bạn cái cấu trúc của cái đề thi năm nay. Đề thi gồm có 50 câu ở 4 trang. Phần thứ nhất là phần A, đó là phần ngữ âm, nó chỉ có một điểm thôi các em ạ. Đấy, các em quan sát kỹ đề bài nhé. Và phần B ở đây là phần ngữ pháp và từ vựng. Trang thứ nhất. Tục đến câu 19, 20, 21. Đến câu 27 ở trang thứ hai. Ở phần này chúng ta thấy rằng có xuất hiện phần C, đó là phần đọc hiểu. Chỉ có bằng. Tiếp tục sang trang thứ ba. Và trang cuối cùng, bắt đầu từ câu 43. Và ngay sau đây là phần quan trọng nhất, đó là phần chúng ta dò đáp án các bạn nhé. Đây là thầy giáo đáp án mà thầy giáo sưu tầm được ở trên mạng. Đây chỉ là đáp án mang tính chất tham khảo các em nhé. Rồi, ở phần thứ nhất chúng ta sẽ khoanh vào 1B này, 2B, 3A. 1B này, 2B này, 3 là A này, 4 là D này, 5 là A. Và câu 6, ý 6 là 7, 8, 9, 10. Ok chưa? 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 y B, 17 y A, 18 y D, 19 y B và 20 là y B. Tiếp tục đến câu 21. Khoanh vào đáp án A. 22 đáp án B, 23 là đáp án B tiếp, 24 là đáp án A, 25 là đáp án C, 26 là đáp án D, 27 là đáp án C, 28 là đáp án B, 29 là đáp án A, 30 là đáp án C. Rồi tiếp tục ở 31 nè, 32, 33, 34, 35, 36 là A, 37 là B, 38 là D, 39 là C, 40 là A. Và bắt đầu từ câu đường 41. 41, 42, 43. Đây là phần đọc hiểu rồi. Vậy ở đây còn thiếu hai câu là câu 49 và câu 50. Này. Và câu 50. Ở đây chính là đáp án của câu 49 và câu 50. Đây, các em có thể tham khảo. Đây là câu 49 này. Đây là câu 50 ở dòng dưới. Ok chưa? Đây chính là đáp án.
thầy giáo đã sưu tầm được, các bạn có thể dò xem mình được bao nhiêu điểm nhé. Thầy tin chắc rằng là với những cái sự cố gắng của các bạn sẽ có điểm khá là cao trong cái đề thi này. Và một lần nữa thầy giáo xin chúc tất cả các bạn chinh phục thành công kỳ thi vào lớp 10 năm học 2022-2023 một cách xuất sắc nhất với cái điểm số cao nhất ở cả ba môn toán, văn và tiếng Anh. Và thầy giáo xin phép kết thúc video ở đây, và thầy giáo chúc tất cả các bạn 2K7 tỉnh Thanh Hóa ngày mai, sáng mai các bạn thi môn cuối cùng là môn toán sẽ bình tĩnh tự tin và đạt kết quả cao nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.